Còn ông thầy chùa thích nhật từ này lợi dụng đạo Phật hành đủ thứ nghề như nêu trên mà ông còn mở năm tài khoản kêu gọi bá tánh cúng dường thì số tiền này có thể có nhiều hơn ông thầy chùa thích thanh toàn này hơn 50 lần. Nếu tính nhẩm thôi, lấy 300 tỷ nhân cho 50 lần thì số tiền của ông thầy chùa thích nhật từ này có trên 15.000 tỷ kính mong ông Tổng Bí Thư, Bộ Chính trị và quý vị đưa ra phạt thí điểm. Có phần thưởng cho người tố cáo là bao nhiêu phần trăm, phải công bố cho nhân dân biết. Có dấu hiệu vi phạm thôi, tôi chỉ biết đúng hay sai, tôi cứ đi kiểm tra cái đã. Nếu kiểm tra nó không có vấn đề thì tốt. Có vấn đề gì thì chúng ta làm vi phạm về đảng, đối xử về đảng trước. Sau đó là đến hành chính, hành chính rồi đến hình sự. Thế có sai không? Có trái luật không? Mà luật không có chúng ta làm luật Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa theo coi cái ông cấp trên ông nghĩ cái gì để mình nói đó Thì tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho đảng và cho đất nước Một ông cán bộ vào họp tập thể lãnh đạo Nhưng mà cứ suy nghĩ thử ra vấn đề này là ông thủ trưởng ông nói như thế Ông nghĩ như thế nào để mình nói để phù hợp với ý ông Thì tôi cho rằng cái đó rất nguy hiểm các đồng chí ạ à. cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc xin góp ý với Đảng, Nhà nước phạt người vi phạm luật kính gửi bác Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam các vị trong bộ chính trị bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ông Chủ tịch Quốc hội ông Nguyễn Văn Nên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Cao Thị Thùy Dung, cư ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là ông Dương Phú An, cư ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và đây là bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, cư ngụ tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý lãnh đạo, được biết một bộ chính trị có ra 27 điều nghiêm cấm cán bộ nhà nước và công an nhân dân. 2. Bộ Nội vụ có ra mức phạt từ 5 đến 10 triệu bất cứ ai lợi dụng tôn giáo để trục lợi. 3. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch có chỉ đạo mọi vấn đề thưa kiện tố cáo của dân phải xét xử trong 5 ngày. 4. Quốc hội Đề nghị thành lập tòa án đặc biệt để xét xử những trường hợp tranh chấp lâu ngày mà tòa án không xét xử. 5. Văn phòng Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nhân dân tố cáo vấn đề gì? Văn phòng Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh giấu tên và có thưởng cho người tố cáo. Kính trình bác Nguyễn Phú trọng, Tổng Bí thư và các quý vị các phần nêu trên xem rất phải. Nhưng nhân dân chúng tôi xin góp ý kiến như sau. Hiện nay bộ máy nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất hoàn chỉnh. Nhưng các vị đảng viên cũng như cán bộ nhà nước không làm đúng theo trách nhiệm của mình. Còn tôn giáo và tín ngưỡng của nhân dân thì thiếu luật nên mới có tình trạng này. Cán bộ cấp dưới mà cứ lựa theo coi cái ông cấp trên ông nghĩ cái gì để mình nói đó Thì tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho đảng và cho đất nước Một ông cán bộ vào họp tập thể lãnh đạo Nhưng mà cứ suy nghĩ thử ra vấn đề này là ông thủ trưởng ông nói như thế Ông nghĩ như thế nào để mình nói để phù hợp với ý ông Thì tôi cho rằng cái đó rất nguy hiểm các đồng chí ạ à. Nhân dân chúng tôi xin góp ý kiến các phần như sau Phần 1 Xin góp ý kiến về đảng viên và chính quyền. Theo sự phân công của Bộ Chính trị, thì đảng viên lãnh đạo ở địa phương có 3 cấp. Một là tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương. Hai là quận hay huyện. Ba là phường hay xã. Nếu ở địa phương cấp phường hay xã nào mà có nhân dân tranh chấp một việc gì, thì đảng ủy ở địa phương đó phải chỉ đạo chính quyền địa phương phải giải quyết trong thời gian là 5 ngày. Nếu không giải quyết được thì chuyển lên cấp quận hay huyện. Cấp quận hay huyện phải giải quyết trong vòng 15 ngày. Nếu quận hay huyện không giải quyết được thì chuyển lên cấp tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương. Cấp tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương phải giải quyết trong vòng 30 ngày. Nếu tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương cũng không giải quyết được thì chuyển lên cấp trung ương xử dứt điểm, không còn tranh luận nữa mà phải xử phúc thẩm, tức sự kết thúc. Kính thưa quý vị, ba cấp đảng lãnh đạo, chính quyền phục vụ nhân dân, chí công vô tư, công minh, liêm chính. Nếu cấp nào không làm tròn nhiệm vụ thì cho thay đổi người khác. Nếu bộ chính trị cho thực hiện nghiêm túc trong nước không nơi nào để việc tranh chấp của nhân dân kéo dài được. Phần 2, hiện nay nhà nước cho toàn dân được quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng quốc hội không có cho viết ra bộ luật tôn giáo và tín ngưỡng. Nên tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam không khép vào khung khổ luật tôn giáo và tín ngưỡng. Do đó, các tôn giáo và tín ngưỡng thiếu luật nên chính quyền địa phương không biết đâu mà xử khi có tranh chấp về tôn giáo hay tín ngưỡng xảy ra. Tiếp tục thông tin về vụ việc sư thầy Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng sau khi bị tố gạ tình một nữ phóng viên xin hoàn tục. Sau khi thông báo về việc chấp thuận nguyện vọng xin xả giới hoàn tục của vị sư thầy này, Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh nguồn gốc tài sản và phân chia rõ tài sản chung của chùa với tài sản riêng của sư thầy. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ban hành quyết định bãi chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng Đối với Đại đức Thích Thanh Toàn, thu hồi quyết định bổ nhiệm thầy Toàn làm trụ trì chùa Nga Hoàng, thu hồi khuôn dấu chùa Nga Hoàng ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Về nguyện vọng xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý với thỉnh nguyện này của Đại đức Thích Thanh Toàn. Vì vậy, sắp tới, ban sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng đương sự để xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản liên quan đến cá nhân đương sự và chùa Nga Hoàng theo quy định của pháp luật. Chùa Nga Hoàng sẽ do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc điều hành cho tới khi có trụ trì mới. Về việc dư luận rất bức xúc với thỉnh nguyện xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân sau khi xả giới hoàn tục của Đại Đức Thích Thanh Toàn, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Tài sản đối với người tu hành thì có hai loại, một là tài sản thuộc cơ sở về tôn giáo, hai là tài sản thuộc sở hữu cá nhân. Nếu như Phật tử cúng pho tượng ngọc trị giá hàng tỷ đồng cho thầy Toàn đặt ở chùa Nga Hoàng thì pho tượng sẽ vẫn là tài sản của nhà chùa. Nhưng nếu như Phật tử biếu cho thầy cái xe máy, ô tô, thầy Toàn đi đăng ký với thế danh của thầy thì đó là tài sản cá nhân của thầy được pháp luật bảo hộ. Dẫu cho đất đai có lên tới từ 2.000 đến 3.000 mét vuông mà không nằm trong sổ đỏ của chùa Nga Hoàng thì thầy Toàn cũng được quyền sở hữu và giáo hội không thể thu hồi được ạ. Dạ vâng, và vụ việc này thì có lẽ là khiến cho quý vị khán giả sẽ có thể nhớ lại một vụ việc vào năm 2010. À, một ni sư trụ trì chùa ở thành phố Hồ Chí Minh mất đi để lại khối di sản gồm có 5 giấy chứng nhận tiền gửi trị giá gần 139.000 đô la Mỹ. Ban đại diện Phật giáo cho rằng đây là tài sản của chùa. Ngược lại thì người thân của ni sư đó lại nói đó là tài sản riêng của ni sư và đề nghị được hưởng theo pháp luật về thừa kế người thân của Nico đã kiện ra tòa để đòi lại số tiền này. Mặc dù chúng ta đều hiểu là người xuất gia thì không có tài sản gì mà tiền bạc hay là của cải thì Phật tử cúng dường cho chùa. Sau pháp luật thì lại không có quy định riêng với người xuất gia. Về lý thì tài sản đứng tên ai thì sẽ là của người đó. Chúng tôi có đề nghị hai phần tôn giáo và tín ngưỡng như sau. Phần A về tôn giáo thì phải có đầy đủ 6 phần như sau. Một Vị giáo chủ tôn giáo là ai? Phải nêu rõ danh. 2. Người tu theo tôn giáo khi được thành rồi, làm việc chi? 3. Công thức tu theo tôn giáo như thế nào? 4. Tôn giáo có mấy pháp môn tu? 5. Mọi pháp môn tu của tôn giáo thì phải có quyển giáo lý của pháp môn tu. 6. Cơ sở tôn giáo có danh là gì? Phải nêu rõ ràng. Khi một tôn giáo nào có đầy đủ 6 phần như nêu trên, thì chính quyền tôn giáo cấp giấy chứng nhận là một tôn giáo hợp lệ. Phần B. Về cấp cơ sở tôn giáo để sinh hoạt tập trung, thì cũng phải có đầy đủ 15 phần như sau. Một. Phải có người chịu trách nhiệm cơ sở tôn giáo, gọi là chủ cơ sở hay viện chủ. 2 phải có người phó chủ cơ sở tôn giáo hay phó viện chủ. 3. Phải có trưởng ban quản trị hay ban quản lý cơ sở. 4. Phải có tổ phụ trách giải đáp thắc mắc của pháp môn tu. 5. Phải có tổ hành chánh. 6. Phải có tổ ngoại giao. 7. Phải có tổ an ninh. 8. Phải có tổ giữ xe. 9. phải có tổ trực. 10. phải có tổ kỹ thuật. 11. phải có tổ vệ sinh. 12. phải có tổ hậu cần. 13. phải có giấy cam kết là không tu sai pháp môn đăng ký. 14. phải có giấy cam kết là nếu lợi dụng tôn giáo trục lợi thì bị phạt theo luật định. 15 nếu cơ sở có hòm nhận tiền của những người đánh viếng thì phải được chính quyền niêm phong để hàng tháng mở ra đóng thuế thu nhập cho nhà nước. Nếu cơ sở tôn giáo nào có đầy đủ 15 phần như nêu trên thì nhà nước cấp phép hoạt động tập trung. Phần C. Về việc nhà nước cấp giấy cho người tu. Người nào có đầy đủ 10 phần như dưới đây thì chính quyền tôn giáo cấp giấy là tu sĩ của đạo gồm một người này phải có quyển giáo lý của pháp môn tu hai người này phải có quyển giáo kinh của pháp môn tu ba người này phải có quyển giáo lễ của pháp môn tu bốn người này phải có quyển giáo điều của pháp môn tu năm người này phải có quyển giáo luật của pháp môn tu sáu Người này phải có tôn chỉ của pháp môn tu. 7. Người này phải có cương lĩnh của pháp môn tu. 8. Người này phải có nội quy của pháp môn tu. 9. Người này phải có đạo phục của pháp môn tu. 10. Người này phải có giấy hay bằng chứng nhận của pháp môn tu. Người tu nào mà có đầy đủ 10 phần như nêu trên thì ban tôn giáo địa phương cấp giấy chứng nhận là tu sĩ của đạo gì mà người đó theo tu. Phần D. Về việc nhà nước cấp giấy cho vị tu sĩ ngồi giảng đạo của pháp môn mình tu. Khi một vị tu sĩ có giấy chứng nhận của chính quyền tôn giáo cấp rồi, muốn ngồi giảng đạo cho nhiều người nghe, thì cũng phải có 3 phần như sau. Một, vị giảng đạo pháp môn nào thì phải để bản của pháp môn trước mặt. 2. Vị giảng đạo này phải đợi bản cho hỏi tự do trước mặt. 3. Khi giảng đạo, người thắc mắc hỏi trả lời không được, không chữ người hỏi. Vị tu sĩ nào có đủ phần nêu trên thì ban tôn giáo chính phủ địa phương cấp giấy chứng nhận giảng đạo cho vị tu sĩ này. Phần E. Hiện nay có ông thầy chùa Thích Nhật Từ tu ở chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3 quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người tố cáo rằng ông thầy chùa thích nhật từ này lợi dụng tôn giáo để trục lợi như sau. Chúng tôi xin trình lên ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị cũng như các quý vị biết. Nhân dân tố cáo các phần như sau. Một, chùa của ông Thích Nhật Từ kêu bạn giác ngộ. Thế mà ông đem đám cưới vào chùa kinh doanh. Nhân dân tố ông này lợi dụng đạo Phật để trục lợi. Nhân dân đề nghị bộ nội vụ phạt ông thầy chùa thích nhật từ này 5 đến 10 triệu đồng. 2. Chùa cố ông thích nhật từ kêu bạn giác ngộ. Thế mà ông đem tình dục vào chùa giảng dạy. Nhân dân tố ông này lợi dụng đạo Phật để trục lợi. Nhân dân đề nghị bộ nội vụ phạt ông thầy chùa thích nhật từ này từ 5 đến 10 triệu đồng. Ba, chùa của ông Thích Nhật Từ kêu bạn giác ngộ, thế mà ông đem bình luận bóng đá vào chùa bình luận. Nhân dân tố ông này, lợi dụng đạo Phật để trục lợi. Nhân dân đề nghị bộ nội vụ phạt ông thầy chùa Thích Nhật Từ này từ 5 đến 10 triệu đồng. Bốn, chùa của ông Thích Nhật Từ kêu bạn giác ngộ, thế mà ông bán bùa bán phép. Nhân dân tố ông này lợi dụng đạo Phật để trục lợi. Nhân dân đề nghị Bộ Nội vụ phạt ông thầy chùa thích nhật từ này từ 5 đến 10 triệu đồng. Năm, ông thầy chùa thích nhật từ còn dám lừa cả công ty Việt Á cúng cho cô hồn ăn để cô hồn cho bộ y tế thông qua vaccine nano Coax. nhân dân tố ông này lợi dụng đạo phật để trục lợi nhân dân đề nghị bộ nội vụ phạt ông thầy chùa thích nhật từ này từ 5 đến 10 triệu đồng lãnh đạo làm chủ công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen 6 Ông thầy chùa Thích Nhật Từ lợi dụng các thời điểm giảng đạo trong chùa mà tuyên truyền vượt biên trái phép của ông ấy trốn chạy khỏi Việt Nam lên đến 16 lần Nhân dân tố ông này lợi dụng đạo Phật để cực lợi Nhân dân đề nghị bộ nội vụ phạt ông thầy chùa Thích Nhật Từ này từ 5 đến 10 triệu đồng Bên cạnh đó thì rất nhiều tăng ty có điều kiện đó về bị gì kia bản thân thầy cũng đưa mười sáu lần không được vì không đủ tiền Chỉ đến lúc đó mà có được ba chỉ vàng thôi thì giờ thầy cũng đã ở có vô tình nước ngoài nhưng mà vô tình việt nam kính thưa quý vị trên đây là chuyện làm nhỏ của ông thầy chùa thích nhật từ lợi dụng tôn giáo để kiếm tiền vài trăm triệu còn chuyện làm lớn của ông thầy chùa thích nhật từ làm chuyện lớn để kiếm tiền vài ngàn tỷ như sao? Như ông thầy chùa Thích Thanh Toàn, tu ở chùa Nga Hoàng, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tu mới có mấy năm mà ông thầy chùa Thích Thanh Toàn này có dư số tiền trên 300 tỷ. Nhưng ông thầy chùa Thích Thanh Toàn này không mở một tài khoản nào mà ông có được trên 300 tỷ như vậy. Tiếp tục thông tin về vụ việc sư thầy Thích Thanh Toàn trụ trì chùa Nga Hoàng sau khi bị tố gạ tình một nữ phóng viên xin hoàn tục. Sau khi thông báo về việc chấp thuận nguyện vọng xin xả giới hoàn tục của vị sư thầy này, Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh nguồn gốc tài sản và phân chia rõ tài sản chung của chùa với tài sản riêng của sư thầy. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ ban hành quyết định bãi chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng đối với Đại Đức Thích Thanh Toàn, thu hồi quyết định bổ nhiệm thầy toàn làm trụ trì chùa Nga Hoàng, thu hồi khuôn dấu chùa Nga Hoàng ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Về nguyện vọng xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý với thỉnh nguyện này của đại đức Thích Thanh Toàn. Vì vậy, sắp tới, ban sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng đương sự để xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản liên quan đến cá nhân đương sự và chùa Nga Hoàng theo quy định của pháp luật. Chùa Nga Hoàng sẽ do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc điều hành cho tới khi có trụ trì mới. Về việc dư luận rất bức xúc với thỉnh nguyện xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân sau khi xả giới hoàn tục của Đại Đức Thích Thanh Toàn, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Tài sản đối với người tu hành thì có hai loại, một là tài sản thuộc cơ sở về tôn giáo, hai là tài sản thuộc sở hữu cá nhân. Nếu như Phật tử cúng pho tượng ngọc trị giá hàng tỷ đồng cho thầy toàn đặt ở chùa Nga Hoàng thì pho tượng sẽ vẫn là tài sản của nhà chùa. Nhưng nếu như Phật tử biếu cho thầy cái xe máy, ô tô, thầy toàn đi đăng ký với thế danh của thầy thì đó là tài sản cá nhân của thầy được pháp luật bảo hộ. Dẫu cho đất đai có lên tới từ 2.000 đến 3.000 mét vuông mà không nằm trong sổ đỏ của chùa Nga Hoàng thì thầy toàn cũng được quyền sở hữu và giáo hội không thể thu hồi được ạ. Dạ vâng, và vụ việc này thì có lẽ là khiến cho quý vị khán giả sẽ có thể nhớ lại một vụ việc vào năm 2010. À, một ni sư trụ trì chùa ở thành phố Hồ Chí Minh mất đi, để lại khối di sản gồm có năm giấy chứng nhận tiền gửi, trị giá gần 139.000 đô la Mỹ. Ban đại diện Phật giáo cho rằng đây là tài sản của chùa. Ngược lại thì người thân của ni sư đó lại nói đó là tài sản riêng của ni sư và đề nghị được hưởng theo pháp luật về thừa kế người thân của Nico đã kiện ra tòa để đòi lại số tiền này. Mặc dù chúng ta đều hiểu là người xuất gia thì không có tài sản gì mà tiền bạc hay là của cải thì Phật tử cúng dường cho chùa. Sau pháp luật thì lại không có quy định riêng với người xuất gia. Về lý thì tài sản đứng tên ai thì sẽ là của người đó. Còn ông thầy chùa thích nhật từ này lợi dụng đạo Phật hành đủ thứ nghề như nêu trên mà ông còn mở năm tài khoản kêu gọi bá tánh cúng dường. Thì số tiền này có thể có nhiều hơn ông thầy chùa thích thanh toàn này hơn 50 lần Nếu tính nhẩm thôi lấy 300 tỷ nhân cho 50 lần Thì số tiền của ông thầy chùa thích nhật từ này có trên 15.000 tỷ Vì vậy ông thầy chùa thích nhật từ này mặc tình tung hoành khắp toàn cầu cũng được Chứ nói chi là trong nước anh cứ vào kiểm tra có dấu hiệu vi phạm tôi thấy dấu hiệu vi phạm tôi nói kiểm tra được rồi phát hiện ra đấy xử hướng kỷ, kỷ, luật đảng đi đã làm cái hình sự sau làm ngành chính sau ai cấm được trái ai cản trở ở đây được cả đồng chí chủ nhiệm ban kiểm tra là bộ chính trị ban bí thư thì đằng sau là cả bộ chính trị ban bí thư đây rồi cho nên năm vừa rồi đã làm rất tốt cái việc này một số vụ là ủy ban kiểm tra đều phải vào đi trước đi bây giờ cứ đòi những chứng cứ mới đi điều tra rồi là cái gì cứ cãi nhau hoài nữa không được có dấu hiệu vi phạm thôi tôi chưa biết đúng hay sai tôi cứ đi kiểm tra cái đã nếu kiểm tra nó không có vấn đề thì tốt có vấn đề gì thì chúng ta làm vi phạm về đảng đối xử về đảng trước sau đó là đến hành chính hành chính rồi đến hình sự thế có sai không có trái luật không mà luật không có chúng ta làm luật luật là do chúng ta làm chứ bảo đây tại luật đừng cài cái gì, cái gì đừng cắm cái gì cục bộ cá nhân vào đây thôi. Phải thật sự công tâm khách quan, nhất là các cơ quan xây dựng luật pháp. Kính trình ông Tổng Bí Thư, quý vị Bộ Chính trị cùng tất cả các quý vị biết thêm. Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông thầy chùa Thích Nhật Từ này làm trụ trì. Các tượng Phật và các vách tường giác toàn băng vàng. Và sử dụng rất nhiều loại gỗ quý hiếm đắt tiền Trong hơn 18.000 ngôi chùa trên toàn quốc Không có ngôi chùa nào dắt toàn vàng và gỗ quý như vậy cả Vì vậy, kính trình ông Tổng Bí Thư, quý vị Bộ Chính trị Cùng tất cả các quý vị nên xử lý vụ việc Ông thầy chùa thích nhật từ, lợi dụng tôn giáo để trục lợi Kính mong ông Tổng Bí Thư, Bộ Chính trị và quý vị đưa ra phạt thí điểm có phần thưởng cho người tố cáo là bao nhiêu phần trăm phải công bố cho nhân dân biết. Nhân dân chúng tôi xin đưa ra cụ thể như sau. Nếu phạt ông thầy chùa thích nhật từ này 6 phần nhỏ, cao nhất là 60 triệu thì cá nhân hay tập thể tố cáo được hưởng 10%, thì số tiền là 6 triệu. Còn nếu phạt ông thầy chùa thích nhật từ này 6 phần nhỏ, cao nhất là 60 triệu thì cá nhân hay tập thể tố cáo được hưởng 40% thì số tiền là 24 triệu. Nhân dân chúng tôi không biết nhà nước có phạt ông thầy chùa Thích Thanh Toàn ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc không? Nếu có phạt thì cho người tố cáo là bao nhiêu phần trăm? Còn riêng ông thầy chùa Thích Nhật Từ này, đảng nhà nước cho điều tra 5 tài khoản của ông thì số tiền ít nhất cũng trên 1.000 tỷ. Ngân sách nhà nước được lợi lớn nhân dân tố cáo cũng được lợi lớn. Thì việc một Ông Tổng Bí Thư không lo nhiều về điều hành đảng viên. 2. Bộ Chính trị cũng không lo có đảng viên nào làm sai điều lệ đảng. 3. Bộ Nội vụ giảm số cán bộ làm việc cũng rất nhiều. 4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng không lo luật pháp chậm thi hành. 5. Quốc hội cũng không cần lập tòa án đặc biệt làm chi cho rườm rà 6. Văn phòng Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh không cần khuyến khích người tố cáo vì đã có nhân dân làm chủ thực thụ rồi, nhà nước không cần trả lương mà nhân dân ăn lương theo sản phẩm do mình làm ra. Trân trọng kính trình ông Tổng Bí thư, quý vị Bộ chính trị, bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Chủ tịch Quốc hội, ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và quyết định để nước Việt Nam không còn làm nô lệ cho ai nữa, để không còn ai lợi dụng tôn giáo trục lợi nữa, để tà đạo không còn đất sống. Người dân Việt Nam ai ai cũng lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho tổ quốc trường tồn. Trân trọng kính chào và kính mong Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023. Ba nhân dân chúng tôi đồng ký tên góp ý